Hello, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang hát test trên con sao cạc V10 và mic BM900. Mà đời thì lắm lúc mà nên nói âu sầu, vết nhăn ngâm nguôi với nhân thân năm dài, bao cô đơn trong lòng đời đau hiu thấu cay đắng cho tình. Đời là những lúc khi ta không còn nhau nữa, mà tình thì lắm lúc mang tiếc nuối ban đầu, nói chẳng nên lời những nước muốn cho người, ôi cơn đau trong lòng đời đau hiu thấu chua xót cho đời. Tình đời là thế đó, mang rất nhiều thương đau, mà ngày nào tới ngày chưa biết đến u sầu ấy. Cho rằng dẫu có những vui buồn, xin ghi sâu trong lòng mình còn nhau mãi, quên hết thương đau. Tình là khi mình bên nhau, bao yêu thương dâng trao về người hết, đớn đau để mang đến đâu ai ngờ hay biết. Tình đời là chuyện buồn mà mình tâm đến với những gì vãn qua ngầm. Là những lúc khi ta không còn nhau nữa, mà tình thì lắm lúc mang tiếc nuối ban đầu, nói chẳng nên lời những nước muốn cho người, với cơn đau trong lòng tình sao hiu thấu chua xót cho đời. Tình là khi mình bên nhau, bao yêu thương dâng trao về người hết, đớn đau để mang đến đâu ai mà hay biết. Tình đời là chuyện buồn mà mình không biết với những gì vãn qua ngầm ngùi. Rồi hiện tại thì trên con sao cạc V10 này nó có tích hợp đầy đủ tất cả các hiệu ứng như là vỗ tay, tiếng reo hò, giải giọng, người già, trẻ em, vân vân. Rồi có sẵn tích hợp pin luôn và có hiệu ứng AutoTune. Thì AutoTune của con V10 thì nó có vẻ như là khá hơn so với AutoTune con V8 được một chút ha. Đời hằn thương đau, lòng ta đầy man bao câm lặng, mà người ơi sao trong tim anh từng giọt sầu đắng. Anh nhớ khi còn bên nhau là lúc đôi mình hạnh phúc, đừng dối gian nhau vì đời còn nhiều đắng cay. Tình là khi mình bên nhau, bao yêu thương dâng trao về người hết, đớn đau để mang đến đâu ai ngờ hay biết. Tình đời là chuyện buồn mà mình cảm đến với những gì vãn qua ngầm ngùi. Rồi vừa rồi là mình vừa hát test qua một đoạn trên con sao cạc V10 và micro BM900. Thì các bạn nghe và có cảm nhận như thế nào thì hãy cứ bình luận để lại comment ở phía dưới ha. Rồi nếu như mà cảm thấy hay thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Ken Audio ha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video lần sau.